Xin chào bạn. Hôm nay mình sẽ nói về cái clip là mình sẽ hướng dẫn cách kiểm tra màu khi một con máy mình mới dọn lại xong, hoặc là các bạn khi mà các bạn thay linh kiện, ví dụ như thay lại hộp từ này, gâm gạt này, thì cũng các bạn cũng kiểm tra màu nó. Con này thì mình mới dọn lại, bây giờ mình mở lên, nếu mà nó có lỗi thì có lỗi gì thì mình xử lý ở đó. Thì mình khi mình dọn lại, quá trình mình dọn lại thì các bạn, mình mở lên thì nhiều lúc có thể là gắn thiếu dây hoặc là nắp sai vị trí gì đó, thì theo thì cứ mở lên đi, nó báo lỗi gì thì mình xử lý ở đó, mà không báo lỗi thì mình bắt đầu kiểm tra hình ảnh, còn nếu mà báo lỗi thì mình kiểm tra lỗi. Thì có nhiều anh em kỹ thuật mới vô lắp, nhiều lúc lắp máy thì lắp chưa chuẩn xác các bạn, thành lúc mới lên có thể nó báo lỗi, ví dụ các bạn vậy. Đây thì mình hướng dẫn những cái cơ bản để kiểm tra màu, còn nếu mà anh em kỹ thuật lâu năm thì chắc ai cũng biết rồi. Này là mình làm lại hộp từ râm gạt thì mình vẫn giữ lại theo máy nha các bạn, mình vẫn để lại theo máy, nếu mà nó bị hư cái nào thì mình thay cái đó thôi. Máy mở lên thì không có lỗi thì mình tiến hành, mình sẽ vào mình khi mình làm lại hộp từ phải chạy lại 2/4 nha các bạn, cho nó đảo cho đều từ lại. Tiến hành mình vô code nhanh của bạn bấm như submission, bấm thanh 1048 để giữ nút thanh, rồi nó sẽ vô code nhanh của bạn, ok. Hoặc là mình tắt máy, mình để giữ 05, mình vô mode 05 được. Còn mình vô code nhanh như thế này thì nó có hiện click này, tiến hành mình vào 05, mình chỉ là 2/4 của bạn. Nhiều lúc mà mình, nếu mà quá trình mình chạy nó báo lỗi thì mình sẽ kiểm tra lại linh kiện các bạn, ví dụ như báo, có thể nó báo hộp từ này là chắc là vô dầu mỡ thiếu này, cái tên kêu quá, cái này mình xử lý xong kêu cái nó quá ít mà bò trắng là nó hết rồi. Quá trình mình cứ để nó chạy, ví dụ như nó chạy mà nó báo lỗi, có thể nó báo các lỗi như là C380, C381, C390, C391 là CA30 đó, rồi đó thì lỗi hấp từ. Còn nó mà chạy ok thôi, hấp từ thì ví dụ quá trình làm mình nhiều lúc từ mình làm nó có nhiều con nó chết TD, có thể vậy nó báo không có, thành cứ để mình chạy lại. Nói chung là nó báo lỗi nào thì mình xử lý lại đó các bạn. Đây là chạy lại từ này, nó kêu thì mình cứ kiểm tra lại phần nhông của râm từ thôi các bạn. Này, hai motor này đang quay này các bạn thấy không? Motor này là quay trên cụm màu này, râm này, râm với ở dưới là quay cụm màu đen này. Đây là cái motor này các bạn, phát ra từ motor này.
máy này mặc định là 130 nhé. Còn dòng này là dòng 255. 255 này 3055 với 355C là một mặc định nó 130. Còn dòng 455C với 5055C thì nó là 140 nha các bạn. Mình có thể mình cân chỉnh nó mặc định hoặc là nó thấp hơn xíu thì theo mình xài loại mực gì nữa. Hình ảnh ví dụ có nhiều mực thì nó hình ảnh rất là đậm thì mình sẽ cân chỉnh nhẹ lại xíu. Bây giờ mình tiến hành vào 2405 để mình kiểm tra thông số chính xác của nó này. Như vậy là nó mình để lượng mực, cái lượng từ mực trong từ nó 100 này, 118 đã là một vàng này, màu đỏ này, màu xanh này. Và ok mình cứ để vậy đi để mình kiểm tra hình ảnh nó như thế nào, mình cân chỉnh lại sau. Rồi bây giờ mình vào mình bây giờ mình chạy một lệnh 2742 này các bạn. Mình chạy cái này thì có thể sẽ báo thường là sẽ báo loại xe 40. Nếu mà báo xe 40 thì mình sẽ kiểm tra tiến hành kiểm tra loại xe 40. Còn nếu mà không báo thì ok. Các bạn cứ làm theo khi mà các bạn sửa bấy màu, các bạn làm theo clip của mình thì có thể kiểm tra được hình ảnh xử lý nó là ok. Rồi mình chạy một lệnh nữa cái 4719 các bạn này thì nó hay báo xe 00, nó không báo ok. Nếu mà báo xe 200 thì mình tiến hành kiểm tra lỗi xe 00. Lỗi xe 00 ấy mình có một, nó rất là nhiều nguyên nhân, phải biết mình cách kiểm tra, mình kiểm tra tới vị trí nào nó bị thì mình xử lý vị trí đó. Ví dụ nó sẽ có những cái danh sách để mình kiểm tra lỗi xe 00 các bạn. Xe 00 thì nó rất nhiều nguyên nhân, led từ gâm sạc đó, tốt hết bèo này không báo ok rồi. Giờ các bạn tiến hành kiểm tra test từng màu ra nha các bạn. Màu 04 này có nhiều code để kiểm tra, mình hay kiểm tra code 36 này các bạn. Bây giờ mình kiểm tra từng màu các bạn. Các bạn chọn qua màu này, bấm star này. Nó ra bấm clear đi cho nó xóa, nó chạy ra không, nó chạy ra hoài luôn các bạn. Kiểm tra màu vàng đó, nhìn là biết là linh kiện nó có bị vấn đề này các bạn thấy không. Nhưng nó là màu xanh này, nó là rim màu xanh chắc luôn không. Kiểm tra màu rồi. Nói chung từ như vậy là tương đối ok rồi này các bạn. Còn linh kiện thì hư cái nào mà thấy cái đó. Tiếp tục mình kiểm tra tới màu đỏ các bạn. Đường màu đó nó bị trắng đường này. Trắng đường này là một là do led, hai là nó bị hộp từ nó bị cặn nó giữ. Giữa lúc mình làm lại á, mình vệ sinh nhưng mà nó còn sót cặn các bạn. Thì nó xịt ống lên ngay chỗ miếng gạt này. Nó lên nó chặn lại nó không lên được, là nó sẽ từ chỗ đó nó không lên được. Mình cứ kiểm tra từng màu để mình xác định hình ảnh nào bị vấn đề mình xử lý cái đó nha các bạn. Tiếp tục vào 36 này, kiểm tra tới màu C này. C thì nó bị này này, bị những đường này này, đường nhỏ này mà khó trị các bạn. Nhỏ này là bị led này các bạn, vệ sinh không hết. Nếu mà máy xuất hiện những đường như này vệ sinh không hết nha các bạn. Mình sẽ tháo cái này ra, ví dụ như led đúng không, bị đúng không, thì mình tháo một cụm của nó này mình gắn qua nó hết được.
đó, này là không có cách nào mà vệ sinh hết được, nên các bạn gỡ cộng đồng bị thì gỡ cái của đó, lấy mấy xác hoặc là những cụm led nào mà có cụm led rời mà cụm xanh không bị, các bạn tháo thay qua. Mình kiểm tra tới màu đen này, led màu đen bị luôn nè các bạn, không ha. Thì các bạn cứ kiểm tra, in ra kiểm tra từng màu, màu nào bị thì mình xử lý màu đó. Trước mắt là mình phải chạy từng kiểm tra màu trước, từng màu trước, xử lý từng màu uống rồi á mình mới in bản test ra nha các bạn, in phối màu ra. Thì mình thử in hình cô gái đó nè. Cái này nó chỉ cho in là tê này, mình in hình cô gái nhưng báo là tê các bạn không, này phải chuyển về mới in được này, mình vừa mình chuyển về vào không, vào 08 này, 90 à. Cho 90 9000 cho về không nha các bạn, là in được này, nó reboot lại máy này, mở lên in lại hình được cô gái được. Đó, các bạn cứ thứ tự kiểm tra đó. Bây giờ hai cái này mình xử, ví dụ như hai cái này này mình chưa có đồ mình xử lý sau, mình cho nên ảnh nó trúng mình xử lý sau được, tại nó không có lúc là không có đồ thì mình cứ chỉnh cho hình ảnh trúng đây. Những cái đường trắng trắng này thì nó cũng không ảnh hưởng tới phối màu lắm, như cái này râm này nó bị này, ví dụ râm xanh nó bị này thì mình tiến hành thay râm xanh đi. Này trong đó bị chấm này đó. Đó mình lên mình thử test những bản màu ra thử nó hình ảnh nó ra như thế nào. Quá trình ví dụ như các bạn chạy là những cái code hồi nãy mà nó báo lỗi á, thì xe 40 thì có cần xử lý lỗi xe 40. Xe 00 thì xử lý lỗi xe 00, hai lỗi đó là máy màu rất hay bị nha các bạn. Linh kiện mà ví dụ dơ led nè, râm từ nè, gạt nè, hay là beo nè, sạc nè là hay báo lỗi đó. Báo lỗi nào mình xử lý được đó thôi. Lỗi từ là nó sẽ quen thôi. Con này thì mình đã chỉnh xong rồi các bạn. Hình ảnh hôm qua mình, con này thì hôm qua mình nhớ mình chỉnh xong rồi. Màu nó là lúc trước này hình đỏ đậm này, chỉnh lại thì nó đỏ hơn này. Đấy. Này đó mới mấy lần lên rồi nó ra đậm đen này, mình cứ chỉnh thôi. Khi mà lên những chuyện ok rồi thì mình cứ chỉnh, có hình chỉnh cuối cùng mới mình chụp đo. Cứ nó bị sai màu thì mình cứ chỉnh từ từ thôi. Mở lên chưa vô. Cái màu mà hư lên kia bắt buộc phải thay nha các bạn, chứ không thể mà chỉnh chạy đỡ cũng được, nhưng mà chỉnh đỡ cái này thì lại ép cái lên kiện kia nha các bạn. Màu nó ra cũng không được trúng nữa. Đặc biệt hợp từ mà hư thì bắt buộc phải thay thôi. Thay hoặc làm lại.
lâu quá nó còn hiện cái dòng này là mình chưa vô code được nha các bạn. Để mất cái dòng này đi. Vô code được. Nếu các bạn chờ lâu thì cứ mở máy lên vào phòng mà in hình test cô gái thì các bạn phải vào code theo 1018 nha các bạn. Anh chờ English ra tờ coi. Cái đường mà led nó sọc hồi nãy các bạn anh chữ ra thì sẽ không thấy đâu. Khi nào các bạn in mà hình ảnh có nền mới thấy được. Này. Hình ảnh màu đen ra là đẹp này các bạn thấy không? Mà cái led nó bị này thôi, bị đường này. Khi các bạn in nền ra nó sẽ thấy, nhưng mà in chữ ra sẽ không thấy. Đó, in chữ ra như này này nó vẫn đẹp bình thường. Còn những đường mà như này, những đường in như này này, các bạn in ra là rất là dễ thấy, tại vì nó có thể bị nó rớt mực trên led. Cái đường này là đường rớt mực trên led này, hoặc là bị hợp từ này. Cái đường từ này đó, từ dính cặn, tương tự đường này cũng vậy. Rồi nó mất dòng kia này, mình vô có được rồi này các bạn. Thằng 1048 thằng cây dựng thằng này. Đó, nãy là nó báo là LT nghe ra là không cho anh này, bây giờ nó đợi 24 anh được rồi này. Muốn anh thì các bạn chuyển không chuyển 9000 thì vẫn các bạn để lại cô giá LT là anh được. Con nó phó ra như thế nào, chiếc tỷ lệ con không, nó sai màu của lừa không, nó sai màu lừa này này, phải chỉnh lại các bạn. Xanh râm xanh, nhìn râm xanh này. Đó, linh kiện hư thì linh kiện bị vấn đề là màu nó ra cũng không được chuẩn đấy. Những cái đường nét các bạn thấy không, số đường ha. Đó, số đường ví dụ như nó bị trồng màu thục màu như này này thì các bạn chạy là chữ A nó sẽ hết nha các bạn. Còn những cái đường này thì test màu này bị thì thay màu đó, đường sọc nhỏ này, đường này. Như nãy bản test nó ra các bạn thấy màu đen với màu xanh, thay lại hai cái đó. Rồi sai màu thì các bạn chỉnh lại. Cứ thay linh kiện. Nhất thay lâm xanh. Đó. Linh kiện chuẩn rồi thì mình sẽ tiến hành chỉnh màu. À, chúc các bạn thành công. Mình sẽ làm một clip hướng dẫn chỉnh màu clip sau các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình, tại clip này nó hơi dài rồi.